Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Măng là một trong những thực phẩm quen thuộc tại nước ta, rất nhiều người yêu thích ăn măng, đặc biệt là măng củ. Khi măng mới nhú lên từ trên mặt đất thì được gọi là măng củ, chưa phát triển lá thì người ta thu hoạch. Măng củ ăn ngon và giòn hơn so với măng lá. Để có được những củ măng to, ngon thì người ta thường phải gom những lá cây mục đổ ở gốc những bụi tre để đất xung quanh đó có nhiều dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho măng phát triển. Măng có hai loại là màu xanh và màu đen. Măng màu xanh có thể ăn được, còn loại măng có lớp vỏ màu đen thì không ăn được do chứa nhiều độc tố. Công dụng to lớn của măng củ tươi cho sức khỏe của con người. Lượng chất xơ dồi dào nên măng củ giúp giảm cân hiệu quả, kiểm soát và giữ lại cholesterol xấu trong dạ dày. Ngăn ngừa ung thư nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa trong măng. Tốt cho tim mạch do giúp kiểm soát lượng cholesterol. Măng củ giúp điều trị các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Tốt cho những người ăn kiêng. Chống viêm hiệu quả. Tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Trị các vấn đề về đường hô hấp, kháng khuẩn cho cơ thể. Cách sơ chế, loại bỏ độc cho măng tươi. Mặc dù măng củ tươi rất ngon nhưng không thể phủ nhận được độc tính tồn tại trong măng khi mới thu hoạch về. Nếu bạn không biết cách sơ chế và loại bỏ độc tố trong măng thì khi ăn nhiều có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm và điều này không hề hay chút nào. Có một cách đơn giản để loại bỏ hoàn toàn độc tố tồn tại trong măng. Củ là bạn luộc măng qua nước sôi. Bạn luộc măng khoảng 10 phút trong nước sôi thì chất độc của măng sẽ bị bay hơi hết. Sau đó bạn đem rửa lại bằng nước lạnh, nộm măng củ với thịt bò. Lấy một cái tô lớn hoặc một cái thau inox cho măng, hành tây vào rồi nêm đường, bột ngọt, ớt cắt lát vào trộn đều. Khoảng 10 phút sau thì tiếp tục cho rau thơm, thịt, bò vào trộn chung với măng rồi để nghỉ khoảng 3-5 phút. Sau khi trộn gỏi xong, bạn cho ra dĩa rồi rắc thêm một ít rau thơm, đậu phộng rang lên trên. Không chỉ là món gỏi chống ngán, đổi vị mà trong thực đơn hàng ngày, bạn có thể làm gỏi măng tươi trộn thịt bò như một món khai vị trước khi ăn những món ăn thơm ngon khác. Măng tươi, giòn ngọt, thịt bò mềm thấm vị kết hợp với rau thơm, hành tây nồng hăng, the dơ, cay cay. Tất cả những hương vị ấy đều sẽ hòa quyện vào nhau mỗi khi bạn cho gỏi vào miệng thưởng thức. Cách làm vịt nấu măng tươi thơm ngon và đậm đà tại nhà. Vịt nấu măng tươi luôn là món ăn yêu thích của nhiều người. Món ăn này không những ngon mà còn rất dễ làm. Do đó, bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu là có thể tự tay làm món vịt nấu măng tươi ngon tuyệt cú mèo để chiêu đãi cả nhà. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Để nấu được tô vịt nấu măng tươi ngon đúng chuẩn nhà hàng thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết như thịt vịt 1 kg, măng tươi 500 g, hành khô 2 củ, gừng 1 củ, mùi tàu, hành hoa, rượu, các loại gia vị, mắm, muối, bột canh, đường, hạt nêm, tiêu. Công đoạn áp chảo thịt vịt. Cách làm vịt nấu măng tươi đỡ ngấy đó là áp chảo thịt vịt để mỡ ở thịt ra bớt. Tránh việc khi nấu mỡ nhiều ăn sẽ rất ngấy và nhanh ngán. Thịt vịt sau khi chặt nhỏ sẽ cho vào áp chảo để thịt săn lại. Đổ thịt vịt ra dây để loại bỏ bớt mỡ vịt. Trường hợp nếu thịt vịt nạc và không có nhiều mỡ thì bạn có thể bỏ qua bước làm này. Công đoạn ướp thịt vịt. Vịt om măng tươi sẽ thơm ngon và đậm đà hơn khi bạn biết cách tẩm ướp gia vị. Thịt vịt đã áp chảo cho vào ướp gia vị với nước mắm, muối, đường, hành và tỏi theo tỷ lệ. Trộn đều các loại gia vị và ướp thịt vịt trong khoảng 30 phút để vịt được thấm gia vị hơn. Công đoạn luộc măng. Luộc măng tươi sẽ giúp loại bỏ vị đắng của măng. Do đó, măng tươi mua về sau khi rửa sạch sẽ cho vào nồi trần qua cho hết vị đắng. Rửa sạch lại măng với nước lạnh. Xé măng tươi với dầu ăn và tỏi băm cho thật thơm. Nêm nếm một chút hạt nêm vào măng xào cho đậm đà. Công đoạn nấu vịt với măng tươi. Thịt vịt sau khi tẩm ướp sẽ được xào cho tới khi thịt chín và săn lại. Đổ nước vào nồi vịt xào. Lượng nước cho vào nồi vừa đủ với lượng canh bạn chuẩn bị cho cả nhà. Công đoạn trưng bày thành phẩm và thưởng thức món ăn. Sau khi nấu xong vịt om măng tươi, bạn múc thịt vịt ra tô. Rắc thêm hành lá, mùi tàu lên trên. Ăn kèm với bún trần qua nước sôi sẽ rất ngon và hấp dẫn. Chú ý nên ăn vịt nấu măng tươi lúc nóng và ăn kèm với các loại rau sống, rau thơm sẽ ngon hơn. Chỉ với các bước làm đơn giản trên, bạn đã có thể tự tay thực hiện cách làm bún vịt nấu măng tươi ngon đậm đà. Một tô vịt om măng đạt chuẩn là thịt vịt phải chín mềm, khi ăn có vị ngon ngọt tự nhiên và không hề bị khô. Trên thị trường có rất nhiều nơi bán kém chất lượng, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một nơi vô cùng uy tín, đó là Nông sản Dũng Hà. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web Nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết. Các bạn hãy đăng ký Nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết về những thông tin bổ ích từ Nông sản Dũng Hà.